triệu bằng ổ cứng và một con màn chọn bài 21,5 inch ở bên kia. Thì cả cái bộ combo này ấy, thì đầy đủ các tính năng đời mới nhất hiện tại. Tính đến hiện tại này là có những tính năng gì mới nhất trên đầu này thì cho con đầu này đều có anh em nhé. Ở đây thì là con đầu của hãng Okara. Cái hãng này thì ở trong miền Nam ấy thì các bác sử dụng rất là nhiều. Ở ngoài Bắc thì là các bác thường là chọn Việt KTV nhiều hơn. Nhưng đối với con đầu đời cao như thế này ấy, thì bác xài rất là sướng luôn. Bởi vì con này là tem vẫn còn bảo hành này anh em này. Con này là ngày mua này, anh em nhìn nhá. Tháng 6 2020. Bây giờ là tháng 12 2020. Như vậy là con này vẫn còn bảo hành này anh em này. Con này vẫn còn bảo hành luôn, đầu còn rất là mới. Với đầy đủ các tính năng đời mới nhất của các bộ con đầu karaoke trên thị trường hiện nay, đó là một là hát trực tuyến trên YouTube này đó. Cái thứ hai nữa là bác có thể chọn bài qua điện thoại smartphone đấy, và tải bài hát mới online hàng tháng. Và con đầu này các không phải làm một cái thao tác nào cả, mà con này sẽ tự động update những cái danh sách bài hát mới hàng tháng. Chỉ việc cắm dây mạng, các bác chỉ việc kết nối internet với lại đầu, và sau đó đầu sẽ tự động update các phiên bản mới nhất và tự động update bài hát mới, danh sách bài hát mới đó, rất đơn giản. Còn gì nữa đây, bác nhìn đây, con này là con đầu Okara, mã của nó là M10i. Mã này là sản phẩm là mới nhất, tính đến thời điểm mà hiện tại này là của hãng Okara thì là con model này là mới nhất này anh em này. Và tem con này vẫn còn bảo hành nhá, sản xuất ngày mua là tháng 6 2020, phải đến tháng 6 2021 thì mới hết bảo hành nhá. Vậy nó còn khoảng ít nhất là 6 tháng nữa bảo hành anh em ạ. Đó, cái ổ cứng nó rất là mới luôn, anh em không kịp tháo đây. Đây, đằng sau đây. Ở đây em kết nối bằng một cái dây mạng ở đây. Cái này bác có thể thu wifi được, ngay thao tác ngay trên cái con màn này luôn, bằng cách mình vào cài đặt này. Mật khẩu ở đây là 4 số 1. Ok, đấy. Anh em có thể vào đây, cài đặt wifi này, quét ra và chọn cái lối thôi. Rất là thao tác rất là nhanh, tất cả mọi thao tác ở trên cái con màn hình này hết. Đấy, được chưa? Đây em thoát ra, được chưa? Ở đây thì có một cái dôi anten ở góc bên này này, tí nữa em sẽ lắp vào. Con này thì nó cái màn hình này màn màn 21,5 inch em nhá. Con này thì chạy bằng cái sân sân cao, ở đây em không tiện lắp vào, em để sau ấy cơ. Ở đây quay review cho anh em test đồ nhanh ấy thì em nhá hình nhanh thôi. Con này vẫn còn bảo hành này. Hàng của Okara, hãng Okara, đường hình lên tivi này rất là nét luôn. Được chưa? Đấy. Ảnh rất là đẹp luôn. Full HD 1080 anh em nhá. Đây là đường hình lên tivi là cũng HD này. Đây. Vậy anh em từng bây em cùng các bác là vào bên trong xem nó chọn bài như nào nhá. Cũng giống như các đầu khác vào phần chọn bài hát. Ở đây, đây là cái danh sách update hàng tháng này. Những cái bài hát nào mà các bác chưa tải về máy ấy, thì nó sẽ ẩn như thế này. Và có mũi tên đi xuống như thế này. Ví dụ cái bài sóng gió này của Jack thì các bác muốn tải về, bác chỉ kích vào đây, ấn OK, xong đấy là nó sẽ tải cái bài đó về. Và ngay lập tức chưa kịp update, thử tải vào này nhé. Này phát luôn à, có mũi tên xuống à. Đấy, để dính nhắc bản quyền mất, thoát đi. Tải nhanh không ạ, bác nhìn đâu, những bài này là chưa tải đâu mà nó tải trong vòng phút mốt đã chọn được rồi, bác thấy nhanh không, quá nhanh luôn. Lấy này toàn những bài hot thôi, được chưa, hoàn toàn tự động update bài hát mới luôn hàng tháng. Nếu các bác mà muốn tải xuống thì chỉ phải kích vào và tải xuống thôi. Đây, những bài hát mới này, bài mới này, Vina Thao Lon Top này, mũi tên đi xuống này là chưa tải nhá, ca sĩ này. Cái bên này, cái này thì cả chọn bài như là các đầu khác thôi, ví dụ ca sĩ Lệ Quyên là Quy này. Đấy, ca sĩ Lệ Quyên, rất nhiều bài hát của ca sĩ Lệ Quyên chưa tải xuống, thì các bác thích thì bác tải, bác không thích thì các bác cứ để im đó để tiết kiệm ổ cứng dung lượng. Đấy, rất nhiều bài hát của ca sĩ Lệ Quyên tự động update bài hát luôn nhá, tự động update danh sách bài hát mới. Tiếp theo là đến phần thể loại nhạc sống này. Đấy, quay lại remix này, nhạc sôi động này. Đấy, rất nhiều bài chưa tải xuống này, đã xa địa cảnh chọn thử luôn,
ngôn ngữ này, nhạc online này, cái mục này là các bác rất thích này, nhạc online hát trên YouTube này, được chưa? Đã chọn này, em thử ưu tiên cái bài này lên nhá, bài lá xanh lá cành lên nhá, sau đó qua bài cho các bác nghe thử bằng và remix. Nhanh chưa? Quá là nhanh luôn, tốc độ gọi là chóng mặt, gần như là không có sự hiện tượng đơ lát ở đây. Bây giờ em sẽ cùng thao tác với các bác vào xem cái YouTube của nó nhanh không nhá. Đầu này thì các bác hoàn toàn yên tâm là nó chạy cực kỳ nhanh luôn, vẫn còn bảo hành 6 tháng em nhá, bao test bảo hành cho các bác 6 tháng cả bộ nữa nhá. Đây, bây giờ em sẽ thử một cái bài ở trong YouTube. Đó. Em đang search một cái bài này, tìm kiếm này. Rất là nhanh đúng không? Bài này bài số 3 đúng không? Bây giờ em sẽ thử chọn bài số 3 ưu tiên đấy nhá. Lấy xem là nó một bao nhiêu giây xem qua bài. Được chưa? 1 chưa đến 2 giây luôn các bạn. Đấy. Chưa đến 2 giây một bài. Cực kỳ nhanh nếu các bác hát online. Đây và trở lại trang chủ cho bác nhìn này. Đấy. Tự động update bài hát mới, anh em không cần phải thao tác gì cả, danh sách bài hát mới có sẵn rồi. Các bác chỉ việc tìm kiếm là ra. Đây những bài hát online này. Xóa ai đi. Được chưa? Đấy. Ngoài cái tính năng hát karaoke online ra thì các bác có thể hoàn toàn có thể xem phim ở trên này được luôn. Như các bác gõ phim hành động ra. Phim này. Hành động này. Hành động luôn. Tìm kiếm. Nếu các bác đây là những bộ phim này, được chưa? Ấn xóa cái chữ karaoke đi. Đây là phim hành động này. Đó, rất nhiều trang. Đó, nghe tin tức, có tin tức ra. Tin tức hôm nay. Hôm nay. Search xem nào. Anh em nào mua hàng liên hệ cho em theo số điện thoại để ở bên dưới màn hình nhá. 0825372999 luôn nhá. Rồi. Đây là nghe tin tức hàng ngày, được chưa? Karaoke này. Đây, những bài karaoke. Bài hát. Cái này ở tiện nó cái là mình có thể gõ bài hát bên này, nhạc online bên này. Các thể loại nhạc ở đây, thể loại ca sĩ cũng rất là tiện, thao tác rất là giản, thông minh. Được chưa? Cài đặt đây là mật khẩu là 4 số 1. Rồi. Đấy. Cập nhật bài hát này. Cập nhật bài hát này. Dạ. Auto play. Khởi động lại hệ thống tắt máy. Các bác lưu ý là khi mà các bác không sử dụng nữa thì các bác phải vào phần cài đặt này nhá để tắt máy. Mật khẩu là 4 số 1 này. Sau đó các anh em vào phần tắt máy này. Kích vào đây là xong. Được chưa? Giá một bộ này đang là em đang bán cho bác là giá là 9 triệu đồng nhá. 9 triệu một bộ này, bảo hành 6 tháng cho các em chọn bài cho sử dụng thoải mái. Các bác mua hàng liên hệ theo số điện thoại bên dưới nhá. Rồi chào hẹn gặp lại các bác.